Chào mừng quý vị đến với chương trình Cao Khuất cùng với Chelsea trên đài Rio Salon TV. Chelsea cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và hôm nay chúng ta có một đề tài Chelsea thấy rất là hay và hãnh diện vì mình là người Việt Nam. Thì một chút nữa quý vị cũng sẽ theo xem hai vị khách mời của chúng ta của chương trình Cao Khuất là ai. Và chúng ta sẽ nói về một đề tài ngôn ngữ của văn hóa của người Việt Nam mình. Thì quý vị cũng biết là Chelsea đã không làm tiếng Việt rồi. Thì hôm nay là Chelsea rất là cảm ơn hai thầy đã đến với chương trình Cao Khuất và cùng với Chelsea và giúp cho Chelsea sửa đổi những gì mà Chelsea đã nói và sẽ nói sai. Cảm ơn hai thầy. Và bây giờ mình mời thầy Nguyễn Văn Khoa đến với chương trình và cũng như thầy Trần Ngọc Dũng đến với chương trình Cao Khuất. Dạ. Vâng, thứ nhất là cũng xin được cảm ơn đài Liên Sài Gòn TV đã và cô Chelsea, tức là cô Kim Châu đó. Hồi trước chúng tôi vẫn gọi nhau là cô Kim Châu nhưng mà lâu lắm mới gặp trở lại bởi vì cô trước đây cũng đã tham gia sinh hoạt trong các cái sinh hoạt Việt ngữ ở Nam California. Và xin được kính chào quý khán thính giả. Vâng, kính chào giáo sư Trần Ngọc Dũng. Cảm ơn cô Kim Châu, cảm ơn đài Little Sài Gòn TV đã cho chúng tôi cơ hội để lên trình bày của chương trình trong cái chương trình Góc Khuất. Tôi là Trần Ngọc Dũng, xin hân hạnh kính chào quý vị khán giả của đài. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những cái thắc mắc của cô Kim Châu trong cái khả năng hiểu biết của tôi. Xin cảm ơn. Chelsea cũng như là Kim Châu, cảm ơn hai thầy đã đến với chương trình. Và quý vị nào mà xem chương trình Góc Khuất thì chắc giờ cho Chelsea thẳng sẵn đây hỏi luôn hai thầy cái ý nghĩa thật sự cái chữ Góc Khuất nghĩa là như thế nào vậy hai thầy? Cái thứ xuất thầy dụng tôi trả lời trước thầy nhé. Cái nhận xét của thầy sau. Tôi thấy chữ Góc Khuất đó, nó có một cái hay. Thực sự nó thực cái cuộc đời của mình khi mình sống cái hoàn cảnh, cái môi trường nào mình chỉ nhìn được cái góc cạnh đó mà thôi. Còn mình sống ở những cái môi trường mà không phải của mình thì mình có thể không nhìn thấy được. Bởi vậy đó là lý do mình có 360 độ. Và đôi khi cái mắt của mình thực ra mình chỉ nhìn được khoảng dưới 180 độ thì không thể nhìn hết được. Do đó cái góc khuất á, để nó nói lên cái gì, nói lên một cái. Có những cái vấn đề mà chúng ta tưởng là chúng ta biết. Có những vấn đề mà chúng ta thì hiểu 100%. Nhưng mà thực sự không có được. Mà cái cô này, cô có cái nhiệm vụ mà cô soi dọi vào những cái vấn đề mà có thể mọi người có thể chưa biết hoặc có thể biết một phần mà thôi. Thì trong cái chương trình mà tiếng Việt ngày hôm nay có thể cũng nằm trong chiều hướng đó phải không thầy? Chúng ta dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt nói chuyện với nhau nhưng mà đôi khi có những cái mà chúng ta lại không hiểu rõ. Và có thể cá nhân tôi có thể hiểu không rõ đấy, có thể có ý kiến của thầy Dũng hay là của quý khán thính giả gửi vào nữa. Thành cái góc khuất ấy, nó có một ý nghĩa rất là hay. Thành cái đó cái chủ đề đó cũng làm cho nếu mà những người để ý đó thì sẽ thấy tò mò và tại sao vậy, tại sao nó lại góc khuất, cái góc mà nó khuất không ai nhìn thấy, bây giờ chúng ta phải nhìn, đó là suy nghĩ của tôi. Cảm ơn thầy. Dạ thưa cô Kim Châu, thưa quý vị khán giả, trước hết tôi chưa nói chữ góc mà tôi nói chữ khuất thôi cả đã. Chữ khuất làm sao, tức là quý vị thấy cái chữ hoàn hôn không? Hoàn là tia nắng vàng cuối cùng, hôn là đêm tối. Khi mà quý vị nhìn thẳng vào chân trời vào cái giây phút mà giữa ban ngày và ban đêm á, thì ánh mặt trời nó xuống lần sau chân núi, sau chân trời, giống như nó lặn mất đi, thì cái hoàn nó mất đi và nó trả lại cho cái hôn, hôn tới cái tối. Đó. Thì như vậy tức là cái mặt trời nó vẫn còn đó nhưng mà nó bị đường chân trời cũng giống như cái hoặc là cái chân núi á, cái dãy rặng núi á, nó làm cho khuất đi, mình không nhìn thấy được nữa. Thì ngay cả cái chữ rồi bây giờ cái góc khuất này, thưa quý vị cứ tưởng tượng nữa, quý vị đi qua một cái building, cái này con cái góc của cái building đó, cái này làm cho tôi tưởng nhớ đến cái lời cái khi mà tôi dịch cái cuốn Đức cho giáo hoàng John Paul đệ nhị, Gestapo nó tìm cách nó bắt ngài mà luôn luôn nó bị cái góc khuất đó. Tức là ngài bước qua khỏi cái góc đó thì Gestapo nó tới, thành ra không bao giờ bắt được ngài. Cái đó là cái mà chúng ta không nhìn thấy được. Ngay cả kẻ thù muốn kìm thì lấy mà bị che, thành ra không thấy được. Do đó cô này cô đang tò mò tìm cách cái gì mà chúng ta không nhìn thấy được
bây giờ cứ đưa ra ánh sáng. Dạ, Chelsea cảm ơn hai thầy và cảm ơn quý vị cũng đã xem chương trình mấy lâu, cũng muốn biết góc khuất của mỗi hoàn cảnh, mỗi guest, mỗi chương trình, mỗi đề tài. Thì hôm nay là Chelsea đã mời hai thầy đến đây thì có thể nói về góc khuất của văn hóa Việt Nam mình hay cái ngôn ngữ để mà dùng. Như Chelsea biết á, ngày xưa thì mình dùng rất là nhiều chữ, mấy cái từ nó khác, và ngày nay thì Chelsea như là thấy những em trẻ ngày nay dùng chữ ngắn gọn lại, rất là ngắn luôn, giống như hai ba chữ mà hồi xưa mình dùng dài hơn là mà hiểu về rõ về chữ, còn ngày nay mình ngắn lại. Thì thầy, hai thầy ở đây có cái những cái ý kiến hay là những cái câu chuyện nào mà kể cho quý vị khán giả nghe hay không? Chắc thầy Dũng có nghiên cứu về cái đó nhiều, mời thầy ạ. Thì là tôi chưa hiểu lắm cái vấn đề của cô Jesse hỏi ngắn như thế nào, nhưng mà tôi hiểu ý là có thể dùng cái lối tỉnh lược. Dạ đúng rồi. Lối tỉnh lược. Tỉnh lược là ví dụ như ngày xưa người ta ví dụ như chiến trên không không, người ta gọi là không chiến. Khuyến khích nông nghiệp, người ta rút lại thành khuyến nông. Rồi những cái mình cái đó là rất thường. Và tôi trong cái sách văn phạm của tôi cũng có nêu cái các cái cách để làm cái loại từ tỉnh lược đó, có thể là bốn chữ rút lại thành hai, lấy cái chữ đầu với chữ cuối, lấy chữ đầu với chữ thứ ba, lấy cái chữ thứ nhì với chữ thứ ba, hoặc lấy thứ chữ nhì với, làm sao trao đổi đổi cái vị trí lên biến thành một cái chữ mới. Cái đó là cái rất là dễ và ở ngôn ngữ nào nó cũng có hết. Chỉ có cái tiếng Việt bây giờ mà cô thắc mắc thì tôi nghĩ là có lẽ là cái điều có thể cái góc khuất cô muốn tìm hiểu là cái chỗ đó là chỗ này. Thưa quý vị, đứng về xa, đứng về nhìn và gọi là vấn đề ngôn ngữ thì trong ngôn ngữ nó có 8 tầng. Cái tầng cao nhất là Academy, tức là Hàn Lâm. Cái tầng kế đến là Trịnh Trọng. Cái tầng kế tiếp là Trung Hòa, Trung Giang, Trung Hòa. Rồi cái tầng kế tiếp nữa là Bình Dân. Rồi xuống nữa là Bình Thường, hoặc là cái lối gọi nó là Thông Thường Diễn Đạt. Và kế nữa là Tiếng Lóng. Và xuống thấp nữa là Tiếng Văn Tục Chữ Thề. Tức là 7 cái tầng như vậy. Có nhiều người chia đến 8 tầng như vậy. Thì ngôn ngữ nào cũng có cái 8 tầng nó hết đó. Và nhất là giới sinh viên á, là cái giới mà nó cho ra cái số lượng tiếng slang là tiếng lóng rất là nhiều. Nhưng mà nó chỉ tồn tại một thời gian rồi nó tan biến về cái lớp mới, nó có cái tiếng lóng mới. Thì tại Mỹ có rất nhiều cái loại tiếng lóng đó được sử dụng nhưng không đưa vào chính thức, đưa vào dòng chính. Ngược lại ở Việt Nam, cái tiếng lóng đó được xem như là một cái nguồn cung cấp từ ngữ cho cả xã hội. Ví dụ ngày hôm trước, cái chữ giật hộp, tức là giật mình hồi hộp, nó xuất hiện. Thì ngày hôm sau báo Tuổi Trẻ đưa lên báo liền, khiến cho mọi người thấy cái chữ anh đừng làm tôi giật hộp nha. Như vậy thì họ cũng thấy là cũng được, họ xài. Bên Mỹ không có cái đó, bên Mỹ họ cẩn hơn, thận hơn. Các nhà báo của Mỹ họ cân nhắc, họ đưa lên thử vài năm sau, nếu xã hội chấp nhận thì họ bắt đầu chấp nhận, còn nếu không thì họ bỏ đi. Ở Việt Nam nó không như vậy. Việt Nam có gì là ngày hôm trước xuất hiện ở chợ là ngày hôm sau ở có báo chí hoặc là trên đài đã có rồi. Đó là cái mà tôi nghĩ là cô muốn đặt vấn đề để chúng ta bàn luận. Thưa cô. Tôi cũng xin phép được đưa một cái thí dụ. Cái thứ nhất là mình phải xác định rằng là ngôn ngữ nó là một cái sinh ngữ, tức là nó có sự sống. Và khi nó có sự sống rồi cũng sẽ có sự chết. Thành ra cái đó là một cái khó khăn của vấn đề ngôn ngữ. Mình gìn giữ những cái gì mình cần gìn giữ và mình không cần thiết phải giữ những cái gì mà không cần thiết. Thành tự nhiên mình cũng phải thừa nhận là thưa thầy là đối với một cái xã hội có cái sự phát triển, có cái đời sống riêng. Cũng giống như cách đây khoảng 30 năm mình nói tới Internet, mình nói tới Wi-Fi, mình đâu có mấy cái chữ đó. Nhưng mà khi cái đời sống nó ra thì nó sẽ có cái chữ đó. Thì ở Việt Nam thì mình cũng phải thừa nhận là có một số chữ mà do chính cái đời sống của dân chúng họ đưa ra để họ giản lược những cái gì mà thấy cần thiết thì họ đưa ra. Tôi nói chẳng hạn những cái chữ trải nghiệm, theo tôi nó lại cũng hay. Nếu là mình trải qua những cái kinh nghiệm thì bây giờ mình dùng chữ trải nghiệm. Một vài chữ mình nghe cũng rất là hợp lý. Tuy nhiên có rất nhiều chữ, tôi nghĩ là thầy Dũng cũng đã biết rất nhiều chữ nghe nó rất là kỳ. Nó chữ một chữ có thể là nó gom lại một cái, tôi không nhớ rõ, nhưng mà cũng phải 7-8 chữ nó gom, chỉ còn là 2 chữ mà nếu mà dịch nó ra nó rất là kỳ. Nó ngượng ngộ lắm mà nó dễ đi hiểu lầm một cái chữ khác nữa. Thành cái đó là những cái mà chúng ta nên tránh. Thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam hiện nay đó, nói chung nó thì
chúng ta ảnh hưởng rất nhiều về cái văn hóa, cái ngôn ngữ của người Tàu. Do đó người ta cứ dịch thẳng từ người Tàu ra cho để cho nó dễ hiểu, dễ thông cảm với nhau và vấn đề giao thương buôn bán. Nhưng mà cái đó nó lại ảnh hưởng tác động đến cái xã hội. Do đó cái ngôn ngữ chúng ta nó không còn cái sự trong sáng nữa và nó thiếu đi cái sự mạch lạc. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải quan tâm. Có cái này là cảm ơn thầy Khoa và đã như là thầy Dũng Anh.